Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tử tù Nguyễn Văn Chưởng sắp bị thi hành án. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng nhận được thông báo từ Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc làm đơn xin nhận tử thi cho cốt của người bị thi hành án tử hình. Và đây là hình thông báo của Tòa án Hải Phòng gửi cho gia đình ông Chưởng ngày 4 tháng 8. Thông báo không nói rõ ngày thi hành án hay Nguyễn Văn Chưởng đã bị xử tử hay chưa. Tuy nhiên, theo luật thi hành án hình sự, ngày thi hành án sẽ do một hội đồng thi hành án quyết định sau khi có quyết định thi hành án của tòa án. Thông báo do Phó Chánh án Phạm Văn Phích ký. Nguyễn Trường Chinh, cha của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, chia sẻ với đài RFA rằng chính quyền mời ông ra ủy ban xã để thông báo việc này. Ông Chinh sau đó ghi vào biên bản rằng con tôi không có tội mà có cố tình thi hành án tử hình thì tôi sẽ nhận xác và đem xác đẩy lên cơ quan trung ương đảng, nhà nước Việt Nam để kêu oan cho con tôi. Tôi cũng hỏi họ là có quyết định thi hành án không mà có thông báo nhận cho cốt hay xác thì họ nói có quyết định thi hành án rồi. Nhưng tại sao họ lại không cho tôi biết là thi hành án ngày nào? Và tôi không nhận được quyết định thi hành án, ông Trình nói thêm. Theo tạp chí Luật Khoa, diễn biến chính của vụ án Nguyễn Văn Chưởng bắt đầu từ năm 2007. Vào khoảng 21 giờ, trên đoạn đường vào nhà máy thép Đình Vũ, An Hải, Hải Phòng, xảy ra một vụ án mạng, trong đó thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, tức công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bị chém, thương tích nặng. Ông Sinh được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã chết vào 8 giờ sáng hôm sau, ngày 15 tháng 7 năm 2007. Rạng sáng, cơ quan điều tra bắt giữ ông Nguyễn Văn Chưởng, sinh năm 1983, trú quán thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương. Tại thời điểm bị bắt, ông Chưởng là công nhân công ty Đại Phát ở Hải Phòng, đã có vợ, không có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, Chưởng còn làm chủ quán cà phê Thiên Thần ở phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Bị bắt cùng ngày với Nguyễn Văn Chưởng là Đỗ Văn Hoàng và Vũ Toàn Trung. Em trai ông Chưởng là Nguyễn Trọng Đoàn, sinh năm 1987, xin giấy xác nhận của một số nhân chứng để khẳng định rằng Nguyễn Văn Chưởng vô tội. Nhưng sau đó, ông này cũng bị bắt về tội che giấu tội phạm. Lệnh bắt và cáo trạng cho rằng Đoàn đã hướng dẫn các nhân chứng viết đơn, giấy xác nhận để khai báo gian dối và cung cấp tài liệu sai sự thật, che giấu hành vi phạm tội để cho Chưởng được ngoại phạm. Và đây là hình gia đình Chưởng kêu oan tại Hà Nội. Công an kết luận Chưởng là người chủ mưu giết người để lấy tiền mua ma túy. Đến năm 2008, Tòa án Hải Phòng đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng. Theo luật sư Lê Văn Hòa, người bào chữa cho Nguyễn Văn Chưởng nói rằng đây là án oan bởi vì căn cứ vào quá trình điều tra, đặc biệt trong thu thập hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hải Phòng đã vi phạm rất nhiều tố tụng, như khám nghiệm hiện trường còn để sót các chứng cứ, dấu hiệu không được làm rõ. Luật sư Lê Văn Hòa cho biết, ông cũng vừa có kiến nghị gửi lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng cần phải có ý kiến chỉ đạo đối với chánh án Tòa án thành phố Hải Phòng. Nếu chưa thi hành án tử tù Nguyễn Văn Chưởng thì cần kiểm tra làm rõ. Hiện chưa rõ với thông báo trên thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thi hành án chưa? Luật sư Đặng Đình Mạnh khẳng định trên tài khoản Facebook cá nhân của mình rằng đến lúc này, Nguyễn Văn Chưởng vẫn chưa bị thi hành án. Luật sư Nguyễn Văn Hòa thì nói với RFA rằng căn cứ vào thông báo này, tôi cũng chưa hiểu là họ đã thi hành án hay chưa. Nhưng theo tôi nghĩ, nhiều khả năng có thể là người ta đã thi hành án rồi. Chủ quan của tôi nghĩ như vậy. Trước đó, năm 2011, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị hủy bản án đối với Chưởng và đề nghị xét xử lại, nhưng bị Tòa án tối cao bác đề nghị này. Đến năm 2012, năm văn phòng luật sư biện hộ cho Nguyễn Văn Chưởng cùng làm kiến nghị gửi Chủ tịch nước dừng thi hành án ngay lập tức vì những dấu hiệu oan sai trong vụ án.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tử tù Nguyễn Văn Chưởng sắp bị thi hành án. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Con đường của đảng đang đi là con đường dẫn đến thất bại. Ngày 5 tháng 8, một trang truyền thông quốc tế có bài bình luận về quy định 114, một quy định về kiểm soát quyền lực, phòng và chống tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, quy định 114 do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ký ban hành, thay cho quy định 205, thì cũng giống như 19 điều cấm kỵ thay cho 10 điều đảng viên không được làm. Và đây là hình bài bình luận về quy định 114 trên VOA. Tác giả bài viết nhận xét, chiếc xe đò chở đảng Cộng sản Việt Nam đang lao dốc và Ban Bí thư sợ xe đứt phanh lao xuống vực, bèn lấy quy định 114 như cái chèn bánh để cứu vãn tình thế. Tác giả nêu vấn đề, tại sao trước nay đảng dùng đủ các loại chèn mà đều thất bại? Có phải tại các lực lượng thờ địch, thân địch phá hoại các chủ trương này của đảng hay không? Tại sao Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trước đây lại nói sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do kẻ thù nào đâu? Tác giả cho rằng quyết tâm tôn thờ chủ nghĩa của đảng đã mất tác dụng, mất thiên rồi. Đúng là nếu chữa triệt để thì có thể mất đảng. Nhưng đấy chỉ là mất tính toàn trị, tính công an trị mà thôi. Còn dân tộc thì lúc nào cũng trường tồn, không chỉ bền vững mà còn rạng rỡ hơn xưa. Tác giả nhắc đến các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ và hiện thực của họ ngày nay, khi chính quyền do dân quyết định, dân chọn ra rồi, thì chính quyền ấy sẽ tồn tại cùng với nhân dân. Còn ngược lại, cơ cấu vào chính quyền, những nhân sự chỉ biết cướp của công thành của ông, cướp quyền lực của nhân dân thành quyền lực của riêng mình, áp đặt ý nguyện của chính quyền, bắt nhân dân phải theo vì quyền lợi của chính quyền mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, thì sớm muộn nhân dân cũng sẽ lật đổ chính quyền. Tác giả dẫn 3 kiến nghị của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu để làm tốt nhân sự. Thứ nhất, không cơ cấu vào chính quyền những kẻ cơ hội, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Thứ hai, không cơ cấu vào chính quyền những kẻ hô hào bảo vệ chế độ bằng tuyên truyền miệng, giáo điều mù quáng, ôm lấy tính điều cũ mà không chịu nhìn thấy sự vận động thực tiễn. Thứ ba, càng không thể cơ cấu vào chính quyền những kẻ say máu bạo lực, tâm can chỉ chú trọng vào diễn tập đàn áp, bỏ tù mà không chịu suy nghĩ đến các kế sách làm cho dân giàu nước mạnh. Và đây là hình bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, người ký ban hành quyết định 114. Thật ra, theo tác giả, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và quản trị tốt là tam vị nhất thể cho một chính phủ của dân, do dân và vì dân. Muốn nghiên cứu để kiến tạo một chính quyền hiệu quả, có cả núi sách. Trước mắt, đảng chỉ cần bấm các huyệt trọng yếu nhất trên cơ thể, thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ chuyển động theo hướng tích cực. Cái huyệt này thật ra không phải đảng không biết, nhưng lâu ngày đảng cố tình quên. Đó là thật sự coi người dân là chủ nhân, ông của đất nước. Tác giả phân tích, không xác định được ai là chủ nhân đất nước, thì suốt đời đảng phải nói dối dân, mà cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra. Dân biết người ta coi thường đảng, không có dân chủ thì không hiểu được vai trò quan trọng của đối lập và phản biện. Đó là cách để sinh tồn và phát triển của bất cứ đảng chính trị nào muốn tiến bộ và phụng sự dân tộc. Ý kiến của đối lập chính là con đường để đi tới hòa giải và tương lai. Mọi đảng độc tài đều sợ dân chủ, đảng tự dân tộc quyết không sợ. Xu thế chạy nay được chính đảng Cộng sản ví như căn bệnh nan y tồn tại ở cán bộ đảng viên, gây phẫn nộ trong nhân dân, làm giảm uy tín, giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng và chính quyền. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền. Chẳng được bệnh rồi thì còn cần phải đào sâu hơn nữa
Và quan trọng là phải bóc đúng bài thuốc và phải là thuốc đắng thì mới giả tật. Tác giả kết luận, con đường hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi là con đường dẫn tới thất bại. Mọi biện pháp ngăn chặn chỉ như những cái chèn đối với cỗ xe đang lao dốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Con đường của Đảng đang đi là con đường dẫn đến thất bại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.